quê nhà nới lỏng cách ly mới dám về ăn Tết. Yên Bái từng là tỉnh khắt khe nhất ở miền Bắc với người về quê. Sau khi địa phương này nới lỏng quy định, nhiều cá nhân mới dám tính đến việc về nhà ăn Tết. Chỉ trong ngày 18 tháng 1, Nguyễn Minh Đức, 25 tuổi, ở thành phố Yên Bái, hiện làm việc tại Quảng Ninh, trải qua hai cảm xúc trái ngược. Sáng Đức còn lo năm nay phải ăn Tết xa nhà do quy định với người đến về tỉnh Yên Bái quá khắt khe. Tới chiều, anh thở phào nhẹ nhõm khi địa phương thay đổi chính sách theo hướng thông thoáng, linh hoạt hơn. Trao đổi với Dinh, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cho biết tỉnh vừa có hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với người dân về quê ăn Tết. Chúng tôi xử lý linh hoạt, đảm bảo cho người dân về quê ăn Tết. Vì dịp này mọi người chỉ về rất ít ngày, nếu phải cách ly thì cũng khó cho họ. Khi về địa phương, người dân cần tới trạm y tế xã, phường khai báo y tế, xét nghiệm sàng lọc lần đầu, nếu phát hiện là F0 sẽ được yêu cầu cách ly tại nhà, bà Hạnh nói. Ngoài ra, Yên Bái yêu cầu người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 hoặc khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tự theo dõi sức khỏe và tuân thủ 5K. Riêng trường hợp về từ vùng đỏ và cam thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày. Người tiêm chưa đủ liều vaccine tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ khi về địa phương và tuân thủ 5K. Người chưa tiêm phải cách ly tại nhà 7 ngày. So với quy định cũ, Yên Bái không còn yêu cầu cách ly với người về từ vùng vàng. Người về từ vùng đỏ và cam cũng chỉ cần tự theo dõi sức khỏe. Người chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine được rút ngắn thời gian cách ly tại nhà từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Hợp lý. Nguyễn Minh Đức cho hay anh là cán bộ nhà nước, thời gian nghỉ Tết kéo dài 7 ngày. Hiện nay, các tỉnh, thành vùng vàng, cam, đỏ nhiều nên nếu theo chỉ thị cũ của tỉnh Yên Bái về phòng, chống dịch, anh khó đón Tết ở nhà. Rất may là quy định đã được nới lỏng để mọi người yên tâm về quê ăn Tết. Làm việc cả năm rồi, ai cũng chỉ mong được đoàn tụ với gia đình. Chàng trai 25 tuổi dự định thuê xe riêng về quê vào ngày 27 tháng 12 âm lịch để đảm bảo an toàn. Tôi thấy quy định mới thuận tiện cho bà con trong dịp lễ sắp tới. Còn chính sách trước đó có phần khắt khe, không thuận tiện cho giao thương hay một số hoạt động cần qua lại tỉnh. Tuy nhiên, lãnh đạo các địa phương đều có cách làm việc riêng để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong đại dịch. Anh nói, ngay khi biết quy định cách ly ở địa phương thay đổi, Mai Anh, 28 tuổi, ở thị xã Nghĩa Lộ, hiện làm việc tại Hải Phòng, lập tức gọi điện hỏi đặt vé xe khách vào ngày 26 tháng 12 âm lịch. Vì dịch bệnh, 7 tháng nay Mai Anh chưa về thăm nhà. Cô đã tiêm vaccine và khỏi COVID-19 cách đây không lâu. Ban đầu, tỉnh quy định người về từ vùng đỏ và cam đã tiêm đủ liều vaccine phải cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR 3 lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Tôi đã hủy kế hoạch về quê. Khi bạn bè gửi cho văn bản mới nhất, tôi rất mừng vì có cơ hội đón Tết cùng gia đình, cô nói. Mai Anh cho rằng khi xác định sống chung với dịch, các địa phương cần đưa ra quy định rõ ràng, linh hoạt cho người dân về quê trong dịp Tết Nguyên Đán. Dù vậy, theo cô, mỗi cá nhân cũng cần tự ý thức tuân thủ 5K, hạn chế tiếp xúc đám đông, tránh đi lại khi không cần thiết và lược bớt thủ tục thăm hỏi. Chúc Tết đầu năm, vẫn lo bùng dịch. Khi Yên Bái còn siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch cho người đến về tỉnh, Ngô Thị Lệ Quyên ở huyện Văn Yên, làm việc trong salon tại Hà Nội. Về nhà ăn Tết dương lịch từ ngày 29 tháng 12 và ở lại tới giờ. Thời điểm đó, cô từ vùng vàng trở về, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có giấy xét nghiệm âm tính và được yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày. Nhà có trẻ nhỏ nên trước ngày về, tôi chuẩn bị rất kỹ để tự bảo vệ bản thân và gia đình. Khi về địa phương, tôi khai báo tại chốt kiểm dịch và xét nghiệm âm tính rồi mới về trạm y tế khai báo tiếp. Thời gian chờ quyết định cách ly mất khoảng 1 tiếng. Những ngày sau đó, cán bộ công an thường đến kiểm tra xem tôi có tuân thủ hay không. Sợ xuống Hà Nội làm xong Tết âm lịch về lại phải cách ly nên tôi ở nhà luôn. Theo Quyên, quy định mới chỉ áp dụng cho người dân về quê ăn Tết trong thời gian ngắn khoảng 9 ngày là hợp lý. Sau dịp này, cô cho rằng địa phương nên trở lại quy định như trước, yêu cầu người về từ vùng đỏ và cam tự cách ly tại nhà, bởi tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có nguy cơ mắc COVID-19. Hơi buồn là nghề tốt của tôi tháng Tết là thời gian kiếm được tiền nhất thì phải về quê sớm vì sợ cách ly lại không được ở bên gia đình. Chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để mọi người đỡ vất vả, cô nói. Phùng Thị Diện, 25 tuổi, công nhân tại Bình Dương, trở về huyện Lục Yên ngày 14 tháng 1, cô cho biết bản thân đã tiêm đủ mũi vaccine. Công ty tôi cho nhân viên nghỉ 12 ngày dịp Tết, tôi xin nghỉ trước để về quê sớm. Tôi đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội phải khai báo y tế. Tôi tiếp tục đón xe từ Hà Nội về cũng cần khai báo y tế. Sau đó, tôi về thẳng trạm y tế xã khai báo lần nữa. Vì từ vùng xanh về, tôi không cần cách ly. Tuy nhiên, do hành khách đi chung chuyến xe là F0 nên tôi phải đi cách ly 14 ngày, cô kể. Theo Diện, quá trình cách ly bắt buộc không có gì bất tiện. Cô chỉ hơi buồn là về đến nhà nhưng chưa thể gặp người thân.
Thời gian cách ly của Diện kết thúc vào ngày 26 tháng 12 âm lịch. Nếu an toàn, cô vẫn kịp ăn Tết với gia đình. Nói về quy định phòng chống dịch mới của tỉnh Yên Bái cho người về quê ăn Tết, Diện bày tỏ, nếu Tết về mà không phải cách ly, chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà có khi không kiểm soát được dịch. Cá nhân tôi thấy nên cách ly là tốt nhất. Không ai chắc trong người mình có virus hay không hoặc trên đường về đã tiếp xúc với ai. Như tôi khi về đã test PCR âm tính, nhưng trên xe khách vẫn gặp F0 mà không hề hay biết. Nếu tôi lây bệnh từ người đó, về không cách ly mà tiếp xúc với người thân rồi sẽ ra sao? Người lớn tiêm rồi thì thôi, chứ mấy em nhỏ chưa được tiêm thì lo lắm. Tuy vậy, Diện cho rằng chính quyền địa phương đã cân nhắc phương án tốt nhất trong dịp Tết Nguyên Đán này. Cô mong mọi người có ý thức hơn để tất cả có cái Tết an toàn và đầm ấm bên gia đình. Đến hết ngày 18 tháng 1, Yên Bái ghi nhận 1.631 ca mắc COVID-19 kể từ đợt dịch thứ 4 bùng phát. Trong vòng 2 tuần qua, số ca mắc trung bình của tỉnh dao động 40-50 ca trên ngày. Hiện, địa phương có 3 xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch ở mức 3, vùng cam, còn lại là vùng xanh và vàng, không có vùng đỏ. Trước đó, Bộ Y tế có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp. Văn bản đưa ra sau khi báo chí phản ánh một số nơi áp dụng biện pháp quản lý, cách ly chưa phù hợp. Hiện, một số địa phương như tỉnh Hưng Yên yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày với người từ nơi khác về quê ăn Tết, nhưng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, 14 ngày với người chưa tiêm đủ. Trong khi đó, Phú Thọ yêu cầu người từ vùng đỏ và cam cách ly tại nhà 7-14 ngày. Một số địa phương như Hải Phòng, Hải Dương, Tuyên Quang yêu cầu cách ly tại nhà với người về từ vùng cam và đỏ. Riêng Lào Cai, Hà Nam, Nam Định chỉ cách ly với người về từ vùng đỏ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.